mừng các bạn đến với chương trình Tri Thức Streamer. Đây là ấn bản dành riêng cho các bạn trẻ đến với stream bằng tình yêu và khối óc, với phương châm không ngừng học hỏi, liên tục sẻ chia, được thực hiện bởi đội ngũ phát thanh và biên tập của Thời Online cùng với sự đóng góp của các bạn cộng tác viên đến từ mọi miền tổ quốc. Xin chào các bạn, rất vui được quay trở lại chương trình Tri Thức Gamer. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề làm thế nào để tăng cân, tăng cơ trong vòng một tuần. Trong xã hội ngày nay, chúng ta có xu hướng chú ý tới những người nổi tiếng trên mạng, những người tập luyện chăm chỉ và có chế độ ăn uống riêng biệt kèm theo rèn luyện cơ thể để giảm cân. Chúng ta lại quan sát cách họ làm, rồi bắt chước làm theo để mong mình cũng được như họ. Việc tăng cân và tăng cơ còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Một số người gặp khó khăn khi họ muốn tăng cân, phát triển cơ bắp, cho dù mục đích của họ là gì, tập luyện, thi đấu thể thao, để có body như ý muốn hay chỉ đơn giản là muốn khỏe mạnh hơn, bạn có thể đổ lỗi cho gen di truyền hoặc cơ thể trao đổi chất kém. Đó có thể đúng một phần, nhưng bạn vẫn có thể làm nhiều hơn để tăng trưởng cơ bắp. Hầu hết những người gầy không thể đạt được trọng lượng cơ bắp như họ mong muốn vì họ đang ăn uống và tập luyện sai cách. Doc Coleman, giám đốc dinh dưỡng tại Miami Research Associates, phát biểu trên tạp chí Men's Health: "Hãy làm theo các nguyên tắc này để tăng 0,5kg mỗi tuần nhé." Một, tối đa hóa xây dựng cơ bắp. Như bạn có thể đã nghe từ bất kỳ người tập thể hình nào, protein là chìa khóa để xây dựng cơ bắp, và điều đó đã được khoa học chứng minh, không chỉ là điều được công bố bởi các công ty thực phẩm bổ sung. Nhưng cơ thể của bạn lại liên tục rút lượng protein dự trữ cho các mục đích sử dụng khác, như tạo ra hormone, kết quả là còn một ít protein có sẵn trong việc xây dựng cơ bắp. Để chống lại điều đó, bạn cần phải bổ sung các protein mới nhanh hơn tốc độ phá vỡ của các protein cơ thể. 2. Người ta thường nói nếu bạn đang cố gắng để tăng cơ, bạn cần lượng protein dựa vào trọng lượng cơ thể của mình, 2.2g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Theo logic đó, một người nặng 72,7kg tiêu thụ khoảng 160g protein mỗi ngày, tương đương với lượng protein nhận được từ một cái ức gà là 27g. Một chén cottage cheese, một loại phô mai tươi chiết xuất từ sữa tiệt trùng hoặc được tạo ra từ loại sữa có hàm lượng chất béo cao, bánh sandwich kẹp thịt bò, 2 quả trứng, 1 ly sữa và 57g đậu phộng. Nếu bạn không ăn thịt vì lý do ăn chay hay tôn giáo, đừng quá lo lắng. Bạn có thể lựa chọn các nguồn protein thực vật khác nhau như đậu nành, hạnh nhân, đậu lăng, cải bó xôi, đậu Hà Lan. Mặc dù vậy, theo nghiên cứu từ Đại học Miss Master cho thấy bạn không cần nhiều như vậy. Phân chia lượng calo hàng ngày của bạn giữa 3 loại chất dinh dưỡng, protein, carbohydrate và chất béo như sau: 12-15% lượng calo mỗi ngày của bạn đến từ protein, 50-60% từ carb, 20-30% từ chất béo, theo hướng dẫn của Hiệp hội NSCA. 2. Ngưng cắt calorie ra khỏi khẩu phần ăn hàng ngày. Ngoài lượng đạm đầy đủ, bạn cần nhiều calo hơn. Sử dụng công thức sau đây để tính số calo cần nạp cho cơ thể hàng ngày để tăng một nửa kg một tuần và chia nhỏ chế độ ăn uống của bạn bằng cách sử dụng tỷ lệ được liệt kê ở trên. A. Số cân nặng của bạn tính bằng pound, 1 pound bằng 0,45kg. B. Nhân A cho 12 để tính được lượng calorie cần thiết mỗi ngày. C. Nhân B cho 1,6 ước tính tỷ lệ trao đổi chất khi đang nghỉ ngơi của bạn đốt cháy calo sau khi tập luyện. D. Luyện tập sức mạnh, nhân đôi tổng số phút bạn nâng tạ trong vòng 1 tuần cho năm. E. Luyện tập aerobic, nhân số phút mỗi tuần mà bạn chạy, đạp xe và chơi thể thao cho 8. F. Lấy tổng của D và E chia cho 7. G. Tổng của C và F là số lượng calo cơ thể bạn cần mỗi ngày. H. Cộng 500 calo vào G. Đây là lượng calo ước tính mỗi ngày bạn cần để tăng 1 pound trong một tuần. 2. Cần ít nhất 2 tuần để thấy được hiệu quả của việc này.
nếu bạn vẫn không thực sự thấy thay đổi, hãy tăng thêm 500 calo vào mỗi khẩu phần ăn hàng ngày. 3. Tập luyện các nhóm cơ lớn của bạn. Nếu bạn là người mới bắt đầu, bất kỳ bài tập nào cũng đều đủ mạnh để kích thích cơ thể tổng hợp protein. Nhưng nếu bạn đã tập luyện được một thời gian, cơ bắp sẽ xây dựng nhanh nhất nếu bạn tập trung vào các nhóm cơ lớn như ngực, lưng và đùi. Thêm vào các bài tập phức tạp như squat, deadlift, hít xà đơn, các bài row, các bài bench press, dip để tập luyện các nhóm cơ lớn của bạn hiệu quả nhất. Bạn đang nhắm tới việc bắt đầu xây dựng cơ bắp, còn gọi là quá trình thúc đẩy tế bào cơ bắp tăng trưởng. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cách tốt nhất để bắt đầu quá trình đó là thực hiện 2 hoặc 3 bài tập, từ 6 đến 12 rep, khoảng 30 đến 60 giây nghỉ ngơi giữa các rep. Cơ bắp của bạn sẽ bị tổn thương trong những lần tập luyện đó. Các protein bạn hấp thu sẽ giúp xây dựng lại, thậm chí còn giúp cơ bắp của bạn phát triển lớn hơn. Một cách khác để giúp tăng cơ là cắt giảm cardio. Nếu bạn cardio mỗi ngày, bạn sẽ khó để tăng cân. Vì vậy, hãy tập các bài cardio vào những ngày bạn không tập tạ nhé. Sử dụng các loại thực phẩm bổ sung liều cao. Một nghiên cứu năm 2001 tại Đại học Texas đã phát hiện ra rằng những người sử dụng thức uống có chứa các nhóm axit amin và carbohydrate trước khi tập có lượng hấp thu protein tổng hợp cao hơn những người uống sau khi tập thể dục cùng một loại thức uống. Thức uống chứa 6g axit amin thiết yếu giúp tăng trưởng cơ bắp và 35g carbohydrate. Tập luyện giúp lưu thông lượng máu đến các cơ đang hoạt động. Việc uống một hỗn hợp carbohydrate protein trước khi tập luyện có thể hỗ trợ hấp thu các axit amin trong cơ bắp của bạn. Bạn sẽ cần khoảng 20g protein trong thức uống của mình. Lượng này thường có trong một muỗng whey protein. Uống whey protein trước tập 1-2 tiếng nha. Bạn có thể nhận được lượng protein tương tự từ một chiếc bánh sandwich với 114g gà tây và một lát phô mai trên bánh mì đen nguyên cám. Chỉ cần đúng với tiêu chuẩn 20g protein, 35g carb. Vào cuối ngày, sử dụng thức uống thì tốt hơn, thực phẩm dạng lỏng giúp hấp thu nhanh hơn, uống từ 30 đến 60 phút trước khi tập luyện. 5. Nghỉ ngơi hợp lý. Hãy thử tập luyện toàn thân, sau đó nghỉ ngơi một ngày. Các nghiên cứu cho thấy rằng, một ngày tập luyện miệt mài giúp tăng thời gian tổng hợp protein lên đến 48 giờ sau đó. Cơ bắp của bạn phát triển khi bạn nghỉ ngơi, không phải là khi bạn đang tập luyện. Bổ sung cáp sau khi tập luyện. Nghiên cứu cho thấy rằng bạn sẽ xây dựng lại cơ bắp nhanh hơn những ngày không tập luyện nếu bạn ăn carbohydrate. Cáp bữa ăn sau tập luyện với cáp làm tăng lượng insulin của bạn. Điều này làm chậm tốc độ phân hủy protein. Bạn có thể ăn chuối, uống thực phẩm bổ sung hoặc bánh sandwich, bơ đậu phộng, cơm, v.v. Ăn 3 giờ một lần. Nếu bạn ăn không đủ, tốc độ mà cơ thể của bạn tạo ra các protein mới sẽ bị chậm lại. Lấy số lượng calo bạn cần trong vòng 1 ngày và chia cho 6. Đó là số calo nên có trong mỗi bữa ăn của bạn. Hãy chắc chắn rằng, lượng calo tiêu thụ khoảng 20g protein mà cứ 3 tiếng là phải ăn một lần. Ăn trước khi ngủ. Sử dụng các loại thực phẩm có chứa hỗn hợp carbohydrate và protein 30 phút trước khi ngủ. Lượng calo đó giúp giảm sự phá hủy protein trong cơ bắp của bạn khi ngủ. Bạn thử một trái táo với một ly sữa tách béo hoặc một ít phô mai và một bát trái cây ít đường nhỏ. 10 loại trái cây ít đường đã đề cập trong chương trình tri thức Gamer kỳ trước. Bạn cũng có thể dùng các loại thực phẩm bổ sung có chứa casein, một loại protein phân hủy chậm hơn so với whey. Casein ở lại trong cơ thể lâu hơn và là một thành phần quan trọng trong việc xây dựng cơ bắp khi bạn ngủ. Tiếp tục ăn ngay sau khi thức dậy, bạn càng siêng năng, bạn sẽ càng nhận được kết quả tốt. Cảm ơn các bạn đã đón theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tri thức Gamer sau. Buổi phát thanh hôm nay sẽ được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát thanh tiếp theo.